Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Trong chuyến khám phá gần đây á thì mình có đánh chiếm một cái tòa tháp dưới địa ngục và nó cho mình hai cái Burning Ash. Cái này thì nó sẽ có công dụng khá là hay trong ngày hôm nay. Để một xíu thì mình sẽ dùng tới nó. Còn công việc chính ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ trở lại cái vùng đất mà ban đầu mình xuất hiện. Theo như mình nhớ là mình có đi qua một cái chỗ mà người ta có nuôi gà cơ. Mình đang cần tìm gà. Thế nên là... ok, bây giờ thì lên đường thôi. Phải không ta? Phải chỗ này không nhờ? Ồ đúng rồi, hình như chỗ này. Yay. Ồ, người ta nuôi quá trời gà luôn kìa. Để mình đập ra coi thử coi. Gà này gà trống sao, nhìn cái mồng quá trời đỏ luôn. Và nó đẻ rất là nhiều trứng rồi nha. Really nigga. Cố lý, mình sẽ lấy những cái mob capture mình bắt một ít về. 1 2 3 rồi. Mình bắt 3 chú gà về. Dài, vậy là sắp tới mình có thể nhân giống gà lên được rồi. Quá là đã. Rồi còn về phần của chủ nhà thì mình đã tới nhà mà mình không hỏi thăm người ta thì cũng kỳ á. Hello. Ui, không thèm chào đón mình luôn à. Trời ơi, khách tới nhà không trà cũng trà đá mà vậy đó. Tình làng như sớm còn đâu. Tính tặng cho một ít đồ để vô cái khung vật phẩm đó nhưng mà thôi. Hàng xóm kiểu không thân thiện gì thôi, mình không thân thiện lại luôn. Ủa, cạnh đây còn có hàng xóm mới à. Ôi. What? Gì đây? Ui. Oh my. Oh. Gấu gì? À, gấu láo hả gấu? Gấu láo hả? Này là gấu tìm tới cái chết nha. Ây. Gấu nhào lại cắn mình chứ. Và da gấu thì mình có thể dùng để làm một vài cái vũ khí cũng như là một vài cái món đồ khá là đặc biệt này. Ok, bỏ túi luôn. Ui, còn có thịt gấu nữa chứ. Quay nay chắc mình đổi món mình ăn thịt gấu đi. Rồi, và người hàng xóm này thì sẽ cho mình một ít ngọc lục bảo. Ồ, ok. Mình sẽ tặng cái người này một ít cái mỡ gấu đi. Rồi coi như là chúng ta trao đổi rồi đó nha. Chứ không lại mình lại mang tiếng kiểu vô hôi của người ta. Cái này mình chỉ kiểu như là trao đổi thôi. Ok. Vì bây giờ mình đã có trứng rồi đó, nên là mình sẽ thử đi tìm cái loài rồng tí hon mà lần trước mình đã thất bại trong cái việc thuần phục coi. Nếu như mà mình thuần phục được nguyên một cái đàn rồng tí hon đó mình dắt theo á, thì kiểu như mình sẽ có trợ thủ đắc lực trong những cái pha chiến đấu 1-1 luôn á. Mình tin chắc là như vậy. Ok vậy. Oh what. Ui. Mình ra biển và mình gặp rồng biển kìa. Quay đang ẩn mình ở ở trong một cái đám tảo bẻ. Ngầu, ngầu ghê luôn. Chưa chưa chưa, để mình cởi rồng rác của mình ra ngoài đó ngắm nghía thử. Kìa kìa. Wow. Ngầu quá. Ê, từ. Có chân nguy hiểm. Lọt xuống nước là mệt á. Mà thích ghê á. Không biết có thân thiện không nữa. Để mình... mình làm liều nha, mình cởi rác lại gần coi. Lỡ ngớ mình lại thuần phục được á. Ô, ở dưới nước còn có kỳ lân biển nữa. Cha, cái vùng biển này. Xịn vậy. Có vẻ là... rồng biển khá là thân thiện nha. Mình đứng gần như vậy mà chưa tấn công mình. Chắc là thân thiện rồi. Ủa? Đang mắc cạn hay sao vậy? À, mình biết rồi. Rồng biển đang bị mắc cạn. Từ cái pha nhảy hồi nãy á. Bảo sao? Ok, để mình giúp đỡ rồng biển xuống biển lại. Ôi, ôi, ai. Au. Ai. Rồng biển hung dữ quá. Mình muốn giúp thôi mà. Cắn mình chảy máu quá trời luôn. Yêu. Đó. Mình mà thuần phục được rồng biển thì mình mới mốt mình ra biển là mình hết sảy luôn. Kiểu như mình có thể thoải mái bơi trên biển ấy. À đây rồng biển hết mắc cạn rồi nè. Wow, có 4 cái vây luôn nha. Đẹp ghê luôn á. Tên của loài rồng này là Leviathan ha. Chà, xuất sắc. Ủa, ở đây là gì đây?
Ủa đây là thuyền. À hình như đây là một cái con thuyền vỡ. Ấy ai mà quên mình không xuống nước được. Có nên làm liều không ta? Chắc mình phải đánh dấu cái vùng biển này lại thôi. Vùng biển có rồng biển Leviathan ha. Đánh dấu lại. Rồi khi nào mình có đủ đồ đạc để có thể thuần phục được Leviathan thì mình sẽ quay trở lại đây và thuần phục loài rồng biển cực ngầu đó. Từ chỗ này hướng mắt qua bên đây thì mình thấy hình như nó có một cái tổ rồng băng hay sao á. Ai hồi nãy đi gấp quá mình quên nâng cấp kiếm rồng của mình rồi. Hiện tại vẫn là kiếm xương rồng bình thường thôi. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ai ai ai. À. Ngươi dám chặn đường rồng hang động hung dữ rồi, là ngươi sai rồi đó. Ngươi sai rồi đó. Giờ mình đốt hơi bị khỏe. Sửa gọn liền. Để coi coi rồng núp ở đâu đây. À, rồng ngủ. Con rồng băng nó đang nằm ngủ khò khò đằng đằng cái tổ kìa. Cơ hội để mình thăng tiến sức mạnh đây, đánh rồng cho mình nhiều kinh nghiệm lắm. Mình sẽ dẫn sức và tung đòn quả cầu lửa cực mạnh về phía con rồng. Ôi, nó không hay biết gì. Trời ơi, con rồng này nó ngủ như chết vậy. Ngủ say sưa thiệt. Rồi, tới củ kiệu nó luôn. Tăng tiến sức mạnh trước một cái. Sau đó thì áp sát và xúc nó thôi. Này, tỉnh rồi hả? Tao quýnh cho người bất tỉnh luôn. Vô. Đánh lẹ, đánh lẹ, đánh lẹ. Kẹo nó bay mất. Ai cho người bay? Ai cho người bay? Phun lửa luôn. Huy. Bữa nay hình như mình đốt lửa được. Được rồng hay sao á. Ây, sao mạnh vậy? Ui. Ouch. Một hit nữa. Yes. Mặc dù mình đánh trước để lấy ưu thế rồi đó, thế nhưng mà nó phản đao mình cũng khá là khó khăn thì mới có thể đánh bại được nó. Quả thật những con rồng hoang dã này cực kỳ nguy hiểm nha. Thôi giờ thì tranh thủ ngồi đây để cho nó hồi phục lại. Rồi sau đó thì lút xác con rồng thôi. Hôm bữa thì mình đã lấy được một ít máu rồng rồi, nên là lần này mình sẽ không lấy máu rồng nữa. Mình sẽ chuyển sang mình lấy vảy rồng đi. Để xem coi được bao nhiêu vảy rồng từ cái xác con rồng băng này. Đây là con rồng Saphir thì phải. Để xem được bao nhiêu vảy. 25 vảy rồng Saphir. Vô. Cũng tốt. Rồi giờ thì tranh thủ lút thêm ít đồ từ cái tổ của nó thôi. Cái gì? What? Ui. Con zombie phóng ngọc Ender để nó áp sát nó đánh mình kìa. Ui zombie này thành tinh rồi. Đốt nó. Này thì thành tinh hả? Hú hồn chim én men. Ê thì mình thấy con sương kia nó có con ngựa nhìn chiến quá kìa. Mình muốn cưỡi ngựa. Đưa ngựa sương cho ta. Ai ai ai. Ai cho người đánh ta? Ai cho người đánh ta? Mình từ từ thôi. Mình đánh cận chiến để giữ ngựa sương lại. Rồi. Ngựa xương của ngươi đã thuộc về ta rồi. Nhưng mà khoan, mình không có cái yên. Ôi no, hồi nãy mình bất cẩn rồi, mình không lấy cái yên từ chỗ của cái người hàng xóm tốt bụng rồi. Ice. Mình còn cái mốp cáp chưa nè. Đây đây, hình như mình còn một cái trống nè. Mình bắt hai 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 chú gà là được rồi. Một cái này mình sẽ dành để mình bắt ngựa xương đi. Có chiến mã rồi đó, mai mốt là mình có thể cưỡi ngựa na ná như kỵ sĩ rồng ở trong cái ngôi nhà của mình rồi. Hợp lý. Ủa, ở đây là ai vậy? Đây là... Chạy gì đấy, đứng lại nào. Tôi người tốt mà. Đừng. Đứng lại đi. Ôi, ôi. Ô. Trời, trời, trời. What? Rồng bị rắn cắn. Oh no. Và đây rồi, mình đã tìm ra được những chú rồng bé nhỏ rồi. Cái loài rồng này rất là thích ăn trứng luôn, nên là mình sẽ thử áp sát và đút đút trứng coi coi có chịu thuần phục mình hay không nha. Đâu rồi ta? Ủa mình mới thấy đây mà. Ôi đừng nói là bác thợ săn. À đây 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 đây, hên quá. Tưởng đâu bác thợ săn lụm rồng của mình rồi chứ. Ở đây nào, anh có trứng. Trứng mới toành luôn nha, gà mới đẻ luôn. Có vẻ là đi chậm không ổn rồi, mình phải dí thôi. Đứng lại, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ăn đi.
Ăn đi. Ăn đi. Ý. Thành công rồi. Mình đã từng một thành công rộng bé nhỏ rồi. Ý. Dễ thương lắm luôn nè. Mình có thể đem theo trong chuyến khám phá bằng cách là cho trèo trèo lên đầu mình như vậy nè. Đó. Dì dì, mình đã thành công từ một loại rồng này rồi. Tuy nhiên loại rồng này sẽ mạnh hơn khi mà tấn công theo số lượng lớn ấy, kiểu đánh hội đồng ấy. Nên là chắc mình phải gắng tìm bạn cho ẻm mới được. Ôi, ấy, ấy. Ấy. Oh no. Cái gì vậy? Tại sao vậy? Sao cái tên nó không đánh mình mà lại đánh rồng của mình nhờ? Thì ra các ngươi chọn cái chết, các ngươi dám sát hại rồng yêu quý của ta. Ta sẽ cho các ngươi ra ngoài ở luôn. Bây giờ nó đánh mình. Các ngươi phải trả giá. Ngôi nhà này không còn đáng để xuất hiện trên cái khu vực này nữa. Các ngươi hãy trả giá đi. Thiệt luôn. Có vẻ là mình là rồng nhỏ hay sao á. Mới có bạn thôi, chưa được một phút nữa là người bạn của mình đã ra đi mãi mãi rồi. À còn tên này, đi vào chỗ khác. Cháy nhà rồi bắt đầu sợ chạy hả cưng? Hồi nãy sao không chạy vậy đi. Ôi có tên còn bắn mình nữa cơ. Này thì dám bắn hả? À, tiếc quá mình. Pha đó mình xử lý chậm một xíu thôi là rồng nó bị sát hại liền. Rồi đây cũng như là một bài học để mình cẩn thận hơn trong những cái lần tiếp theo khi mà có rồng. Không để sơ suất và để rồng phải hy sinh như vậy nữa. Nhưng mà ít ra chuyến đi này thì mình còn... Ủa? Oh what? Ngựa xương bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Ồ lạ vậy. Ủa thiệt á. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi sao mình dắt ngựa ra ngoài để cưỡi được? Hả? Có chân, có chân. Trời, ra ngoài có chân ánh nắng đốt bây giờ. Ủa? À hết rồi. Ê, vẫn bị. Ủa đây là lỗi game hay sao vậy ta? Rồi không được rồi, vậy là ngựa chắc mình chỉ nuôi trong hang thôi. Thôi xong. Sắp tới là mình có thể cưỡi ngựa xương. Hơi bị chất á nha. Nhưng mà gì thì giống ngược đãi động vật quá à. Cái tướng thì của mình thì to nhưng mà cưỡi ngựa xương có chút xíu à. Nhưng mà cũng khá là vui á. Yo, mình cũng bắt đầu giống kỵ sĩ rồng rồi đó nha. Cầm kiếm lên coi. À quên, kiếm mình cất. À quên, mình không có kiếm. Nhưng không sao, mình cầm rìu cũng được. Yo, các bạn thấy mình với kỵ sĩ rồng ai ngầu hơn? Mình là mình thấy mình có vẻ kỵ sĩ rồng vẫn ngầu hơn. Tại vì có cái khiên. Tiếc quá mình không được dùng khiên. Nhưng mà không sao, mình sẽ bù lại bằng cái việc tăng tiến sức mạnh trong thời gian sắp tới. À, nói tăng tiến sức mạnh thì mình sẽ nâng cấp cái kiếm rồng của mình lên liền. Đây, mình sẽ lấy lọ máu rồng. Ủa đâu rồi? Ủa cái lọ máu rồng mình để đâu ta? À đây là máu rồng đây. Rồi, mình sẽ ghép lại theo công thức như vậy. Vậy là mình sẽ có được một thanh kiếm bằng máu rồng. Có cái khả năng đó chính là đóng băng cái địch trong khi tấn công. Và sát thương cũng đã tăng lên 12.25 rồi. Quá là đã luôn. Sắp tới là mình có thể solo 1-1 với những con rồng nó mạnh hơn rồi đó. Còn về phần gà thì mình sẽ tạm thời thả trong nhà của mình. Thả rồng đi. Trong lúc thả rồng thì mình vẫn sẽ nhân giống lên bình thường thôi. Ủa đâu rồi? Đây còn nhóc bên đây. Chạy gì chạy dữ vậy? Ê! Sao chạy vô chung bo? Ủa chung ngựa? Chung cu? Rồi đi đẻ đi. Trời ơi gà đâu mà chạy nhanh dữ không biết nữa. Việc ở nhà đã xong rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lên đường. Để sử dụng những cái Burning Ash này thôi nào. Mình phải trở lại địa ngục nè, rồi đi tới cái tòa tháp khổng lồ mà lần trước mình phát hiện ra. Đấy chính là nơi để mình có thể dùng được cái vật phẩm này đấy. Mình có hai cái chắc sẽ dùng được hai lần hay sao á. Ui, cái gì?
Ôi, con Xương, nó xài mũi tên độc. Au. Thôi 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 thôi. Ui, không chơi nó, nguy hiểm quá. Ui, một con Xương thôi mà đã làm khó khăn mình tới vậy rồi. Ôi, nhưng mà cái thịt của gấu ăn vô mình sẽ bị đói nha. Yêu. Ui, tính ra thịt gấu cũng không tốt như mình nghĩ đâu. Nó hồi nhiều cái thanh thức ăn thiệt, nhưng mà đồng thời nó cũng cho mình thêm hiệu ứng đói. Như vậy thì cũng như không hả? Trên đường đi tới đấu trường thì mình còn phát hiện ra... Ồ! Hình như đây lại là cái con tàu chứa vàng mà lần trước mình gặp ở giữa cái hồ nhung nham này. À, chính là nó. Rồi luôn. Lại có thêm cả đống vàng rồi. Làm giàu không khó. Ê, nhưng mà khoan, con tàu này đã bị mất hết vài cái rương rồi. Ồ, tiếc vậy. Ừ, lần này thì mình chỉ thu gom được có 9 cái khối vàng thôi. Hơi ít so với lần trước rồi. Thử ở trên đỉnh của cái con thuyền này coi. Còn vàng không? Đừng nói mất luôn nha. À, trên đỉnh vẫn còn. Họ kiếm thêm được 4 khối. Đã vậy mình còn bắt gặp thêm được một cái pháo đài địa ngục mới nữa. Và cái pháo đài này có vẻ bự hơn cái lần trước mà mình gặp. Không biết trên này có con Xương đen nào nó đợi mình không nữa. À, có. 2 con luôn. Ui, ngoài Xương đen ra còn có mấy con Xương thường nữa. Để mình xử nó trước đã. Ok, thiêu đốt nó hết. Ngọn lửa rồng của mình bây giờ là hơi bị lợi hại đó nha. Đừng có nhờn. Còn con quỷ lửa kia bắn gì đây? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Bắn với chả bắn. Bay qua mình bèm nó luôn. Thấy ghét. Ê, bây giờ mặc dù mình có hơi hướng là rồng lửa nha, nhưng mà đòn đánh của mình lại có hiệu ứng băng. Có sự sai sai cực mạnh luôn. Này, ấy da, đang đánh còn lắc nữa. Ô là trời. Đánh nhau mà lắc máy kiểu này là hơi nguy hiểm nha. Mục tiêu chính của mình vào cái pháo đài này chủ yếu là mấy tên Xương này thôi, nên là gặp là mình sẽ xử sạch sành sanh luôn. Ôi, what? Ủa, mình có nhìn nhầm không vậy? Hình như mình phát hiện ra có con Xương đen đột biến. Chắc không nhầm đâu. Chưa, để mình bật kỹ năng tầm nhìn trong dung nham của mình lên cái đó. Ừ, đúng rồi. Có một cái con Xương đen đột biến ở dưới này. Chà, nhìn nó chất vậy. Chất như trái gất luôn. Nó còn đang lắc đầu gì nữa cơ. Mình sẽ quýnh nó. Ấy, mình còn chưa đụng vô được nó mà. Ủa, cái gì đây? Ui, con này xài hết rồi. Gì mà ăn gian quá vậy? Mình sẽ tung cái đòn quả cầu lửa ở dưới cái hồ nhung nham này. Hehe, bệnh xác như cưng. Nhưng mà chắc mình sẽ mang nó lên trên để đánh, để coi mình hạ gục nó thì nó sẽ cho mình những cái món đồ gì mới được. Đánh như này là nó sẽ mất đồ luôn á. Bây giờ thì muốn đánh đấm gì thì cũng được. Đây, lên trên đỉnh. Ôi, chưa. Phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này cái đó. Nhiều con nó quấy rầy quá. Xử sạch hết. Rồi, giờ thì sạch sẽ nè. Thả cái thanh niên Xương đen đột biến này ra coi. Vô men. Ôi. À, mình mặc full giáp Netherite, nó khều có 2 cái là đi á mà. Xương 2 cái thôi. Ok. Con này là... À, lần này thì nó mới tập game xong á, thì nó đánh mình có 1 cái thôi, không phải là 2 cái giống như lần nãy nữa ha. Bình thường thì mình không có rén đâu, nhưng mà tự nhiên bị nó vả cho 2 lần vậy, cái bị rén ngang luôn á. Người lại đây. Đó, nó chuẩn bị tung đòn á. Con này chuẩn bị tung đòn dễ biết lắm. Đó, nó thủ thế sẵn. Ây da, chúng kịch độc của nó rồi. Nó còn sở hữu siêu tốc độ nữa. Ui, đó hên, nó đánh thục. Ây, mình cũng đánh thục. Câu rỉa tiếp. Ừ, đúng rồi, đứng lại nha, không chạy nha. Rồi luôn, hộp luôn. Bắn trượt lớp rồi. Có ngon thì đứng lại. Cho ta đánh thử cái nào. Xí hộp. Liêu cái con Xương đen đánh thục.
À, mạnh mà đánh hụt cũng như không thôi. Úi giời, úi giời, úi giời. Tưởng cái nào, đánh hụt. Liêu liêu. Mạnh thì sao? Mạnh thì sao? Ủa, nó đánh hụt liên tục cơ. Rồi, vào thế rồi. Nó đã bị dính cái góc này rồi. Ừ, ngươi mạnh thì ta dùng thế. Ê, đừng có lắc nữa. Trời ơi, nó mạnh rồi mà nó còn hên nữa. Nó được lắc máy hỗ trợ kìa. Kỳ quá. Chưa chưa, để mình ăn lại từ từ. Đánh với con này là không có gấp được. Búp giáp lên. Mình sẽ bật kỹ năng tăng giáp của mình lên cái đó. Xong. Giờ thì ta sẽ đánh người. Gần đánh bại được rồi. Một vài đòn nữa thôi. Ô ô ô. Trời ơi, mình đánh nó nãy giờ đâu mười mấy cái. Chỉ bằng nó đánh mình một cái thôi. Công bằng nằm ở đâu? Rồi, ngươi đứng yên đi, ta sẽ tung chưởng ngươi đó. Xác định ngươi rồi. Ui, hình như mình tung chưởng hơi sai. Nhìn cái mặt nó giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy đó. Đáng sợ thật. Phun lửa thôi. À, nó miễn nhiễm với lửa. Không biết kỹ năng búp giáp của mình nó có cộng dồn không ta. À, nó không cộng dồn được. Vậy thì chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Đánh nó được thêm cái nè. Một cái nữa thôi. Yes. Cuối cùng thì mình cũng đánh bại được cái con xương đen đột biến cực kỳ nguy hiểm kia rồi. Trời đất ơi, có đúng một con xương thôi mà nó hành mình từ nãy tới giờ. Bộ giáp Netherite mình gìn giữ sắp nát tới nơi. Chu choa mà ơi. Và hình như nó rơi ra nhiều bộ phận trên cơ thể của nó lắm. Để mình lặn xuống dưới cái hồ nhung nham mình lượm thêm mới được. Hình như có một vài mảnh nó văng xuống tít dưới hồ nhung nham rồi. Đây nè, đây còn mảnh nè. Lượm. Dưới này có không? Nè nè nè, dưới này có nè. Lượm tiếp. Góc này hình như còn vài cái bộ phận nè, lượm luôn. Không có bỏ được. Vất vả lắm mới hạ được nó. Để xem coi. À, cái đầu của nó mình có thể đội được luôn nè. Trời. À, cái đầu của nó mình đội vào thì mình sẽ được hiệu ứng đạo nhanh luôn. Thích vậy. Đồ xịn, đồ xịn có khác. Ok, giờ thì mình sẽ săn thêm vài con xương đen nữa trước khi đi tới cái đấu trường nè. Mà giáp mình hư vậy rồi, không biết hồi có đánh đủ giáp để đánh boss không nữa nè. Trời đất ơi. Ngựa ngựa vô đây farm xương đen chi không biết. Ui sao giờ mình thấy con kia một sao mình cũng hơi rén á ta. Thôi thôi thôi, chắc đi tới chỗ đấu trường luôn đi. Đánh nhanh rồi còn về nhà. Sau khi trở lại cái đấu trường lửa này thì... Ê ê ê. Cái gì vậy? Sao mới tới nơi mà bất ổn vậy? Công việc đầu tiên của mình là đi vào bên trong. Mình sẽ tiến thẳng tới cái đốm lửa ở giữa cái đấu trường này. Để mình thực hiện cái nghi thức cái đã. Mình sẽ dùng cái Burning Axe này và cho vào nó. Tuy nhiên thì để mình hồi phục máu lại cái đã. Hiện tại thì máu của mình nó chưa hồi phục full lại nè. Triệu hồi ra thì sẽ gặp bất lợi đấy. À, nhân tiện lúc này thì mình sẽ kích hoạt thêm cái kỹ năng tăng giáp cho mình. Tại vì nó còn có 4 phút mà, sợ không đủ thời gian á. Đấy, giờ thì lên 9 phút lại rồi. Ăn thêm miếng khoai và cho cái Burning Ash vào trong. Đó, 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 mặt đất rung chuyển. Ồ. Đây rồi. Wow. Mình mới kích hoạt thôi mà đã ra một con boss. It's neat. Wow, nó tung tộc quả cầu tấn công mình kìa. Ghê vậy. Ê, nó đánh mình, nó đánh mình. Ui, nó cắm kiếm. Trời, kỹ năng nó xịn quá. Mình đánh nó. Ây, mình đánh nó được 2 cái rồi. Nhưng mà kỹ năng của nó toàn tạo ra dư chấn thôi. Uầy, cái con boss này quá là khủng rồi so với sức mạnh hiện tại của mình. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ chủ động tấn công nó. Quả cầu lửa nè. Không xi nhê cho lắm rồi. Chà, nó ngầu quá.
mình sẽ thử phun lửa nó. Ây, đòn phun lửa không có tác dụng với nó một chút xíu nào luôn. Chiến này khó cho mình rồi. Ê. Wow, ouch. Mặc dù mình đã có kiếm băng để có thể kiểu như đóng băng được cái con boss này. Ừ, nó bị dính độc kìa. Ôi, đúng rồi, mình sẽ dụ nó lại cái đám độc này. Ây, chết rồi, mình cũng bị dính độc luôn rồi. Ôi, cha, con boss này khủng quá. Mình sẽ thử tấn công nó bằng cái đòn quả cầu lửa nữa. Ô, kỹ năng quả cầu lửa của mình có tác dụng với nó nè. Không quá nhiều nhưng mà ít ra mình cũng cấu rỉa được. Chứ có con này nó cận chiến mạnh quá. Nó có cái khiên ấy, nó chặn được một mớ đòn đánh của mình. Ê, trời ơi, nó đâm. Ôi, nó đâm lũng bụng mình rồi. Ê. Ôi no. Sao bữa nay là ngày ăn hành của mình hay sao á? Hết bị cái con xương đen đột biến bán hành thì bây giờ tới lượt cái con boss chiến binh lửa tấn công. Hồi nãy nó đâm một nhát kiếm lũng bụng mình luôn. Oh my god thiệt. Cứ ngỡ bây giờ mình đã trở nên mạnh hơn rồi, nhưng mà so với mặt bằng của những con boss thì mình vẫn còn non và xanh lắm. Thôi, thù nào mà không trả. Chắc phải tiếp tục luyện cấp để tăng cái sức mạnh lên thôi. Chứ giờ mình còn yếu quá. Đánh có con boss thôi mà bị nó vả cho không trượt một phát nào luôn. Bây giờ đổi mục tiêu đi. Từ đi tìm boss đánh nhau với boss, mình chuyển sang mình đi tìm gà để lấy trứng gà đi. Để mình kiếm thêm đồng minh. Ồ, cái gì đấy? Cái thanh niên cosplay quả bí ngô này. Bữa giờ ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó. Đâu rồi? À, bị rồng rác hút lọt xuống dưới đất ngủ của tỏi rồi. Vừa cái bụng mình lắm. Rồi mình ghé qua chỗ của người hàng xóm tốt bụng nè. Gà đẻ chưa? Gà đẻ đi. Trời ơi, gà lâu đẻ vậy, không có cái trứng nào hết. Hàng xóm rồi, mang vốn coi. Làm ăn cái kiểu gì mà gà không có đẻ hết trơn vậy? Đâu, coi trong đây có trứng gà không? Sao toàn là gà với lông gà không vậy? Hàng xóm kỳ quá à. Nuôi gà kiểu này là chết luôn rồi. Chắc ở đây phải đợi thêm một lúc coi gà có đẻ không đã. Ở nhà mình có hai chú gà hả? Mình nhân giống cả buổi trời mà chưa thấy đẻ gì hết. À đây rồi. Cuối cùng thì cũng đẻ cho mình được ít quả trứng rồi. Nhưng mà 4 trứng có ít quá không ta? Thôi chắc mình đi tìm chỗ khác đi. Chứ chỗ này ngồi đợi lâu quá. Ô, cái bầu trời vùng này còn có những cái loài rồng bay nữa kìa. Wow, đã vậy. Ôi, mình thích những cái loài rồng bay lượn một cách tự do trên bầu trời kia. Mà giờ mình không có cánh để bay lên thuần phục rồi. Cung thì mình cũng không xài được. Oh man, giờ thì chỉ biết ngắm nhìn cho đỡ thèm thôi. Wow, ui có em kia bay sát thác thác kìa. Để coi mình có nhảy tới để mình đánh không. À chắc chắn là không nhảy tới rồi. Chân ngắn thế cơ mà. Ok, hàng xóm này thì cho mình thêm được 6 cái trứng. Wow, tốt. Được á, người hàng xóm này mình thấy tốt bụng á. Đây, mình sẽ tặng cho người này một bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Đây nha, quý lắm mới tặng hoa đấy. Đây. Ok. Ui trời. Ui cái người này mới móc kiếm kìa. Ơi, thôi, hàng xóm móc kiếm rồi, thấy hết thân thiện rồi. Thôi mình té trước, mình xin té trước. Ơ nhưng mà khoan. Ủa? Cái người hàng xóm này có gà thường. Đây là loài gà mà có thể nhân giống một cách cấp tốc này. Tuyệt. Bắt về. Ôi mới đẻ nữa nè. Đó, gà này đẻ cực kỳ mau luôn. Chứ không như cái loài gà nào đó. Ngồi gặn cả buổi trời mà không chịu đẻ gì hết. Rồi, chừa cái ông hàng xóm này một
một nhóc gà để bầu bạn được rồi. Ê, ê, ê. À, lại gình gình úp sọt mình tiếp. Mấy cái tên này không biết như thế nào là lễ hội à? Trong rác xử nó em. Này thì láo nháo, double kill liền. Rồng rác hơi bị chiến đó nha. Và cái cánh rừng này chắc mình sẽ lưu tọa độ lại mới được. Để một cái ngày nào đó mình bay được á, thì chắc chắn là mình sẽ trở lại đây để thuần phục những cái nhóc rồng bay lượn đó. Mình khá là thích luôn. Đôi cánh rộng nè, cái đuôi cũng dài nữa, cực đẹp. Ngoài ra thì sau khi có trứng mình cũng sẽ trở lại đây để mình tìm cái người anh em của rồng tí hon hồi nãy coi. Hồi nãy mình thấy có một nhóc bị rắn cắn nhưng mà không biết chạy đi đâu mất rồi. Không biết còn sống hay không nữa, hay là chúng độc rồi lăn đùng ra chết rồi. Ơ à, kia. Còn sống. Vậy thì hay quá. Bữa nay mình có tới 16 cái trứng lận. Đứng lại. Lần này anh sẽ bảo vệ cưng. Đừng sợ. Ủa lần sau vậy? Trời, cái cỏ này nó có cái cỏ nó có gai và rồng dẫm phải nó và chết mất rồi. Sao mình nhỏ vậy? Cái khả năng thấp nhất như vậy mà mình cũng xảy ra nữa. Ôi. Trời ơi, người ta đang tức giận vì không thuần phục được rồng đấy. Ta nướng các ngươi. Ngày nhỏ của mình rồi, chắc chắn là nhỏ. Nhỏ hơn chứ nhỏ rồi. Sao lại đối xử với mình như vậy? No. Một ngày buồn. Mặc dù đã cố gắng rồi, thế nhưng mà mình vẫn không có thể nào có là được cái nhóc rồng tí hon đó. Thôi nhỏ thì chịu chứ biết sao giờ. Hy vọng là sau ngày nay thì mình sẽ không còn nhỏ như vậy nữa. Đồng thời mình sẽ tìm cách để mạnh hơn. Bữa nay mình ăn hành nhiều lắm rồi, nhưng mà không sao. Những sự ăn hành đó mình sẽ chuyển hóa nó thành nguồn động lực để mình trở nên mạnh hơn trong tương lai. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái ngày ăn hành cũng như là rất là nhỏ này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp may mắn hơn và mình sẽ đỡ ăn hành hơn á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.